nhé. Rồi nhé. Cháu bị thất lạc khá lâu đấy nhỉ. Một mình với cháu đây thôi à? Này anh mới là chú này là lên xã theo tin trình báo của một bà cô dưới kia bảo là cháu thất lạc. Hôm nay về xem phải về nhận để đưa về cho mẹ em nuôi. Tìm thấy mẹ tìm, à? Vâng, tìm thấy mẹ nó. Nó bị nhận về lâu chưa? Lâu mới được một tháng rồi. Tháng à? Khá lâu ấy nhỉ. Cháu này có biết được mấy tháng tuổi nhỉ? Chắc được tầm 10 tháng. À 10 tháng à. Ui, cháu ăn sữa ăn được cơm chưa? Ăn được đấy. À. Được cơm rồi nhỉ. Ngoan đấy. Không khóc đâu. Bọn anh khác tự đi tìm thấy mẹ nó hay là mẹ nó khác về đây bảo bọn anh đi tìm? Thấy mẹ nó bảo trong đội anh đi ra từ sáng nay xuống đây. Nhà mẹ không biết ở đâu? Nhà ở dưới kia, ở xã bên kia, tất danh kia. Cháu không biết đi thế nào mà lạc thế nhỉ, bỏ rơi nữa. Được cơ quan chức năng cử đến đây và giờ anh làm cái biên bản nhận lại cháu về cho gia đình. Có người yêu nào? Đây là con của em à? Vâng. Em không được đi về với mẹ đúng không ấy? Có yêu em ý? Chị em đi đâu? Chị em về đâu? Đây con yêu ấy. Yêu đó. Nhảy đi. Biết cháu tên là gì không nhỉ? Tên là Đạt. Tên là Đạt à? Đau mắt sao nhỉ? Một cái mắt đỏ đỏ ấy. Kể nó cho em chơi cả cái này đi. Bây giờ em xem cái biên bản này xong là xem được thì tí. Tí về theo bác nhỉ. Nhỉ. Xem nội dung còn thiếu. Như thế được chưa? Được thì ký. Mẹ ơi. Đến. Cảm ơn. Em sang đường đi rồi. Chị làm gì đấy mấy thuộc án này em để học thì để ở đấy. À. Thì nữa. Em là có cái này quần à? Thế rồi anh xin phép đưa cò về nhé. Đi bác. Chào bác thôi nha. Chào bác về thôi nha, về với mẹ thôi nha. Chào cô chưa? Bye bye cô đi. Bye bye cô đi chơi nhá. Vâng. Hay là gia đình mình cháu thì cảm ơn em nhé. Gia đình đã nuôi cháu thì cũng là bà phết đấy. Bye bye nhá. Bye bye anh kìa. Bye anh nhá. Anh về đây. Vâng. Về thôi nhỉ. Về thôi nha. Về nhà thôi nhỉ.
xí xa một tí. Chưa. Thấy chưa? Chắc là anh chưa làm kia luôn. Chưa ra đến chưa? Ừ, chiều mai là xong. Ừ. Qua cũng chưa đi ra thì sao uống rượu đến tận 1 giờ rồi. Chắc là còn đi đánh nhà nữa. Thiệu Phú.